Hello everyone. Ok, mình sẽ vào game đầu tiên nhá. Roblox này. Tiếp tục series iPad nhá. Nhớ chơi dễ thôi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ấu trùng. Ô, chưa ấn nút. Khá đông người chơi đấy các bạn. Này chơi cũng khá giỏi ấy, mọi người ạ. Ai qua rồi. Mác này là mác màu đỏ. Đừng đuổi tôi, tha cho tôi đi. Thôi rồi, chứ gì đã bị bắt rồi. Chúng ta làm lại nhá. Tế bào, bốn tế bào. Thấy chưa? Không có một cái lỗi nào nữa đâu. May quá, mình tí nữa rơi xuống dưới đấy. Ok, chúng ta sẽ chui vào đây này. Chạy trốn thôi. Bị lừa rồi. Cái gì ta? Mình cho bạn kia đi trước vậy. Ui giời ơi. Ừ nha. Nào, lại đi. Khó vậy ta. Không phải. À, nó là lừa mọi người. Khó quá. À, được rồi. Sau 3 4 lượt ngã sức mặt thì khó nha, khó. Cái gì vậy trời? Ok chưa? Trời ơi, ông này chạy nhanh thế.
hết ta. Ok, mình di chuyển lên đây thôi. Ta sẽ lên giếng nha. Nào. Ơi. Khó nha, khó nha. Khó nha. Ấy, đừng gì. Cầu thang của tôi. Cậu này. What the fuck? Bạn này. Đừng đi cầu thang của tôi. Hơi khó một chút. Yeah. Lên được rồi. Chúc bạn may mắn. Oh my. Bạn gió khỏe quá mọi người ạ. Xem đây thôi. Ui dồi, mạng lan một quả là thôi luôn đấy. Đừng lan nữa. Ui dồi ôi. Ô quá mọi người. Đấy chưa, qua đường đây là xong rồi mọi người, không có gì khó đâu. Lắc lòi đi. Mình phải đóng ba cái van này không à. Ok, chúng ta ok chưa? Chơi game hơi giả một chút.
Ui. Lại nhá. Ôi. Mình đến ra đấy mình bị lag quá mọi người ạ. Chà, chơi đến chơi nốt ván này thôi, nếu mà bị lag thì chúng ta qua game khác nha. Cứ dạ nốt ván là vài cái kia cơ mà. Vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình. Thu hút đầu bếp. Mình phải tiêu diệt được ông đầu bếp này. Ông nghĩ tôi dễ chơi thế hả? Ok rồi, mình sẽ qua game khác thôi mọi người ạ. Ok, chúng ta sẽ qua game tiếp theo nhá. Bao gan này. May là ăn một viên đạn tôi nhờn này, nhờn này, ui rồi mình bắn trượt nhờn này. Ui hay vậy, hay thế. Ui, hai bạn này hay thế, phối hợp rất là hay nè. Hay thế nhờ. Đấy, mình sẽ ở đây cấu gì ở thôi. Ấy, ôi mình giữ máu lâu quá ra mình không dám lên công, thua vẫn rồi mọi người ạ. Mình sẽ không hài lòng một chút nào hết. Ok. Đùa mát này. Không thích mấy. À đau quá mọi người. Đau quá. Mày nhờn. Oh. Rốt thật đấy. Đừng chui vào đấy nữa. Chú. Súng mình toàn súng cận xa đâm ra nào.
quá mày láo à, láo à. Ôi má ơi, than sơn nó mạnh quá mọi người ạ. Đừng chui lên nữa. Mày láo à. Chạy đi. Má ơi. Hay chưa? 98 tỷ số rất là đẹp. Ok, mình sẽ qua game tiếp theo thôi, còn rất là nhiều game. Chúng ta sẽ bắt đầu với lại game tiếp theo nhá mọi người. Game này hơi lâu một chút nha mọi người, game này tầm khoảng 15 giây mới vào rồi. Đó. Dung lượng khá nặng đấy. Dụng chưa? Màn một khá nhanh. Không có gì khó khăn lắm. Tiếp tục màn 2 nhá. Dụng chưa? Màn 3 nha mọi người. Sờ mãi. Sao nhỉ? À, mình sẽ đẩy con này. Trước tiên là đây đi. Sorry mọi người. Từ khoan á. Dụng chưa? Ở đấy mà đỡ đam à? Còn lâu đi nha. Wow. Chúng ta sẽ qua game tiếp theo nhá. Dường như là ok, game tiếp theo này mọi người.
Game này. Mạnh vậy. Cớm mà mọi người ạ. Thái nó còn đang đơ nữa cơ, thấy chưa? Cao quá, cao quá. Đơn. Headshot. Đơn. Má kinh quá mọi người ạ. Headshot. Ui. Không ổn rồi. Thì thế nhờ. Nhưng lần này nó đã headshot rồi. Finish him. Mình chỉ cần hai viên trúng thôi. Thấy sự lợi hại chưa? Mình mà có tiền mua con bóng rổ đấy. Để bán xong mình sẽ chơi full với con bóng rổ, với con bóng riếc này nhá. Player 1, choose. Ok, tiếp theo đi. Au. Headshot. Headshot. Boom. Chúng đọc chưa? Headshot. Headshot. Finisher. Stop. Fatality. Ok. Ta sẽ qua game tiếp theo thôi. Đông quá mà toàn mấy thằng
mấy câu thương trước. Mày thấy gì chưa? Thôi khó quá mọi người ạ. Tôm ven đi. Gọi hết bọn chúng ở đây ăn. Còn ai nữa không? Có mỗi tên này nữa. Bữa tiệc gia đình. Mà chỉ ăn ba con được một lúc thôi. Em mày đi tỉa cây, nhặt cây. Mày chơi đồ chơi à? Thôi dọn dẹp đi. Đấy, hết chưa? Trời đã quang mây đã tạnh. Trồng trọt đi mới có đồ ăn chứ. Ok chưa? Đã xong nhiệm vụ rồi. Chúng ta sẽ qua Super Way. Game này trước đi. Tèn tèn tèn. Quân đội mình đã sẵn sàng rồi.
Đó, thấy không? Này tấn công mình gắt quá, lùi nhẹ thôi, sợ thật, đối thủ quá mạnh. Từ giờ mình nhặt hết chiến lợi phẩm về đã. Gì vậy trời, sao có một tên ở đây thôi, cho tên này tự lên mà đánh đi. Thấy không, một đội quân bảy cái nữa à. Chiến đấu một ván nữa thôi chắc là đủ rồi. Quân đội đã sẵn sàng rồi à? Xông lên. Đối thủ mạnh quá mọi người ạ. Nó mạnh dã man luôn. Ok, nhặt hết chiến lợi phẩm rồi, về tính tiếp. Mạnh vậy ai chơi? Nâng cấp đàn này lên nào. 4 cái vừa đủ này. Nào. Tiếp tục. Đàn này khá đông nhé mọi người nhé. Thấy chưa? Ôi, đánh mình ngất xỉu luôn ạ. Tao dã man luôn. Ôi ghê quá. Sao mình sắp chiếm hết vùng đất của nó rồi. Ăn chiến lợi phẩm nha. Sắp thắng rồi mọi người ạ. Đủ rồi, quân đội đã đủ rồi.
Charge! Ui, chia qua bên này ít quá. Mình có hỗ trợ bên này ngay lập tức luôn. Ui, mạnh quá, mấy con này mạnh quá. Ui, chắc phải đấu một ván nữa rồi mọi người ạ. À, thôi một ván nữa thôi, không sao hết. Một trận đấu nữa thôi. Mình có dàn tiên phong rồi mà. Nào. Thấy chưa, dàn kỵ sĩ tiên phong. Đủ đàn này nữa mình sẽ áp đảo đối phương luôn. Xông lên. Ấy chưa, áp đảo luôn nha. Win rồi, chúng ta sẽ qua game tiếp theo nha. Mình nghĩ là Super Way đi. Oh, đây, được rồi. Không được. Thế thì qua game mon này trước đi. Này, thấy chưa? Ui, không được rồi. Ok, tiếp theo nha. Vào đây. Có mỗi tên này thôi. Ha 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 ha. Hắn rơi xuống xe rồi. Ok, top 1 server. Tiếp tục nha. Mày à, mày thì hai tên một lúc à? Một tên cuối cùng của tàu xe hỏa.
nè, dễ dàng thế. Ok, ta sẽ qua game cuối thôi mọi người ơi. Nhanh chân đó nha, hơi thèm một tí. Gà là không sao đâu mọi người. Mình đã chơi tổng hợp hết 12 game rồi. Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người video sau nha.